Chào quý vị khán thính giả. Hôm 27 tây tháng 10 vừa rồi đó thì chúng tôi có thấy một cái video của cái kênh tin cộng đồng. Trong đó thì có cái ông phụ nhân của cái đài SBTN quảng cáo giới thiệu cái ngày lễ giỗ cho ông Ngô Đình Diệm sẽ làm ngày 7 tây, tức là ngày mai nè. 7 tây tháng 11 năm nay. Cũng giống như mọi năm. Thì cái tượng này đó, cái giỗ ngày giỗ này đó ở Houston, Texas này, ở họ tổ chức ở ngay cái nơi mà 2 năm trước đây họ làm một cái lễ khánh thành. Họ đặt cái tượng ông Ngô Đình Diệm cùng với tượng vua Quang Trung, hai tượng mới toanh đặt từ Việt Nam ở Vũng Tàu và Bà Rịa, làm bằng đá non nước. Một cái tượng của ông Ngô Đình Diệm là 4.000 pound, cân Anh đó. Còn tượng vua Quang Trung thì bà không nói tới, tức là ngay từ năm 2019 chúng tôi đã coi một cái video ngày lễ khánh thành đó, thì cái video đó 15 phút 10 giây đó, thì toàn 15 phút là chỉ nói về Ngô Đình Diệm. Còn tượng vua Quang Trung đó, thì cũng đặt một lượt đó, nhưng mà chỉ nói có 9 giây thôi. Tức là chúng tôi đã thấy rõ cái mưu đồ của họ là đặt cái tượng Quang Trung kèm theo đó để cho người ta đừng có phá cái tượng của ông Ngô Đình Diệm. Là vì chúng tôi cũng để ý những cái lời giới thiệu, những cái lời phỏng vấn, cái bà mà đứng ra đặt cái hai cái tượng này tên là bà Anna Đức Trành. Bà là người Công giáo, thì chỉ có người Công giáo thì mới tôn thờ ông Diệm đến cái độ như thế đó. Bà lúng túng, bà chỉ kể là nước nào thì cũng kỷ niệm cái người sáng lập ra nước đó. Xong rồi kể vua Quang Trung là có công đánh phá quân Thanh. Xong rồi cho nên chúng ta phải nhớ ơn Ngô Đình Diệm và vua Quang Trung. Tôi xin thay mặt tất Thì chúng tôi nhìn nghe cái bài diễn văn của bà đó mà tôi không nín cười được. Tức là bà không thể nào kể ra được một cái công nào cho ông Ngô Đình Diệm, mà thật ra là như vậy. Thật ra là đối với quốc gia ông Diệm không có cái công gì hết, còn đối với những người Phật tử là người ta hận trong lòng. Những người ở trong cái thời đại đó hận trong lòng và hận tràn trề trên những cái sách vở cho tới ngày nay. Mà những người không biết được cái lịch sử đó thì sẽ nghe sai lầm ở qua những cái lời xuyên tạc của những cái người theo đạo Công giáo ở hải ngoại. Họ tuyên truyền mỗi ngày mỗi năm, trong lúc đó thì phe chính nghĩa không có ai lên tiếng, nhất là bên nhà chùa lại không có nhắc tới cái sự oán hận đó, là vì cái đạo của người ta từ bi như vậy. Nhưng mà những cái người viết sử thì không thể nào mà không tràn ra cái ngòi bút, và chúng ta thấy đầy dẫy những cái sách viết về cái sự đàn áp Phật giáo của ông thợ Ngô Đình Diệm là đầy tràn đầy khắp mọi nơi, cho đến nỗi mà người ta hận ổng, ổng tàn ác đến cái độ mà khi mà chết, khi ổng bị giết rồi đó, không dám chôn, không có dám đem ra nghĩa trang chôn, là vì người ta chờ để mà người ta công khai, người ta đứng chờ, trực chờ để mà nếu mà đem ra là người ta sẽ đào ra, người ta đốt ngay tại chỗ để mà cúng tế những cái linh hồn mà ông đã giết hại trước đó. Thì nói thế là cho quý vị biết sơ là cái vấn đề chính nghĩa của ông Ngô Đình Diệm là không có. Nhưng mà cái thế lực mà muốn đánh bóng ông Diệm đó, chúng tôi ra hải ngoại này năm nào cũng vậy hết, nghĩa là trong nhà thờ họ luôn luôn là có những cái lễ giỗ. Theo căn cứ theo cái phỏng vấn của cái bà Anna Đức Trần, là cái bà đặt hai cái tượng mà bà nói bà không dám về, nhưng mà bà nhờ người em của bà đặt hai cái tượng này ở Vũng Tàu Bà Rịa, mà bằng là bằng đá non nước đó. Bà than rằng khi mà đem tượng qua đó thì chùa thì dĩ nhiên là không có ai mà đi thờ cái một cái người mà đã bắt hại cái đạo người ta, giết hại tăng ni Phật tử và sinh viên nữa. Thành ra còn chỉ còn trong nhà thờ, mà nhà thờ thì lại không dám để cái tượng của ông Ngô Đình Diệm. Họ cầu lễ giỗ thì họ cầu cho nó qua loa, cho nó xong, nhưng mà rồi họ rất là sợ, là vì cái oán thù mà ông Ngô Đình Diệm gây ra đó,
không thể nào mà chuộc lỗi được hết. Thành ra họ biết cái gọi là cái nghiệp của ông Diệm quá lớn như thế đó mà không dám để cái tượng trong nhà thờ, mặc dù đó là một cái niềm, một cái người mà họ lúc nào họ cũng muốn đánh bóng, họ cũng muốn rửa tội. À, thì đó là cái sự thật mà chúng tôi muốn cho quý vị chú ý đến những cái hành động của những người con chiên ở hải ngoại này, luôn luôn là họ muốn phục hồi cái danh dự của ông Diệm. Nếu chính quyền lơ đi một chút là họ sẽ tuyên truyền tràn về Việt Nam, mà thật ra đó là họ đã làm rồi. Bằng chứng là ở Việt Nam đó, mỗi năm đó là có một đám linh mục và giáo dân kéo đến cái mộ của ông Diệm mà không dám đề tên đó. Tới bây giờ cũng vẫn không dám đề tên đó, là Bautista Huynh và Jacobe Đệ. Đó là hai cái mộ mà của ông Diệm với ông Du, mà chưa chắc cái mộ nào để cái mộ ông nào cũng chưa chắc đúng nữa, là vì họ sợ người ta trả oán đến cái độ đó đó. Thì một số một chiều là nếu mà có cơ hội là họ sẽ lật ông Diệm lên từ tội nhân thành thánh nhân ngay lập tức. Đó là vấn đề tại sao mà chúng tôi phải làm nhiều cái clip để cảnh báo cho quý vị biết về những cái âm mưu của những người đạo Thiên Chúa. Họ luôn luôn là có cái tâm rửa tội cho ông Diệm và tô điểm ổng lại làm từ tội biến thành thánh. Nhân đây thì tôi cũng xin xin ông Nguyễn Mạnh Quang nói về những cái hành động phục hồi Ngô Đình Diệm là như thế nào từ mấy chục năm nay ở hải ngoại. Kính thưa quý vị, nói về ông Ngô Đình Diệm thì chúng ta biết rằng ông Ngô Đình Diệm là người Công giáo, và Công giáo thuộc loại cuồng tín. Cái điều mà cuồng tín đó, ông ấy tự nhận là như vậy, mà được cuốn sách Đưa Thư Việt Nam, ông Bẹp Nam Hôn nói rõ là ông ấy cuồng tín thuộc giống như người phán quan Tây Ban Nha thời Trung Cổ. Nhưng mà đã cuồng tín thì nghĩa là lòng nhiệt thành đối với giáo hội La Mã, là bất kỳ ai mà không thuần phục giáo hội La Mã thì họ giết. Thì cái quá khứ của ông Diệm thì quý vị đã biết, ông là con ông Ngô Đình Khá, và ông Ngô Đình Khá đã từng có công với người Pháp, mà chính ông Ngô Đình Thục đã viết thơ kể ra. Và một trong những cái tội ác của ông Ngô Đình Khá là theo ông Nguyễn Thân đi đánh diệt căn cứ của ông Phan Đình Phùng. Ông Phan Đình Phùng bây giờ bị chết rồi thì đem đào mã đốt xác, trộn vào thuốc súng bắn xuống sông để trả thù. Đó là một cái tội ác. Đến đời ông Diệm đó thì cũng vậy. Khi mà ông ấy nhờ cái ông Khá có công, Pháp mới cho vào trường hợp bổ ra làm quan, thì ngay khi làm quan đó, thì cái thời vào năm 1930 nó có cái phong trào gọi là Nghệ Tĩnh, tức là Đảng Cộng sản dấy lên đó, thì cách mạng bây giờ nhiều lắm. Thì ông ấy bắt được những nhà cách mạng, sách sử kể lại rằng là bắt những người đó thì ông ấy trói vào cái ghế có lỗ trong hơ nến để mà cho sấy lên, thì người ta không chịu được mà khai khẩu cung. Đó là cái hành động tội ác của ông ấy. Thì sau này ông ấy năm 1950 ấy, thì thấy tình thế Việt Nam nó đã đi vào cái chỗ mà Pháp có bị xa lầy, thì giáo hội La Mã mới vận động Pháp đưa ông ấy sang bên Mỹ, vì Mỹ bây giờ cũng có cái định là sẽ can thiệp vào nội tình Việt Nam chờ khi mà chiến tranh chiến tranh ở Cao Ly nguôi ngoai, thì Mỹ sẽ đưa ông Diệm về làm thủ tướng. Thì trong đó là có sự vận động của Vatican. Thì khi ông về làm thủ tướng rồi thì việc đầu tiên đó là ông nghe lệnh Mỹ Vatican là ông ấy từ chối, không có nhận cái điều kiện hiệp thương để tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước, và chủ trương là biến cái miền Nam thành tiền đồn chống cộng và thành một cái quốc gia theo Công giáo, như ông Ngô Đình Nhu đã tuyên bố rằng nếu họ cầm quyền trong vòng 10 năm thì sẽ biến miền Nam thành Công giáo hết. Mà muốn biến miền Nam thành Công giáo hết thì dĩ nhiên là phải chỉ có bằng bạo lực của nhà nước. Và ông Diệm đã làm cái chuyện đó. Và làm cái chuyện đó thì từ năm 1954 mà cho đến năm 1963 thì ông đã tàn sát tới 300.000 người rồi. Thì cái sách sử đều có ghi cả, chứ không phải là không có. Đối với Phật giáo thì ông là cái tội như vậy, nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam thì tôi là người viết sử thì tôi thấy là ngay khi mà ông ấy chưa giết Phật giáo thì ông đã là có tội đối với dân tộc rồi.
mới về đi làm quan cho Tây mà có những cái hành động độc ác như vậy. Rồi giờ bây giờ làm quan cho Mỹ lại từ chối không có hiệp thương với miền Bắc để tổ chức đồng tiến cử thống nhất đất nước, đem đất nước trở về một cõi. Đó là có tội dân tộc rồi, chưa có nói đến cái vấn đề đàn áp Phật giáo. Thì cái tội của ông nó nhiều lắm. Thế thì trong 9 năm cầm quyền thì ông ấy đã biến cái người Công giáo thành cái gọi là kiêu dân Công giáo. Thì cái bà nãy vừa rồi đó, thì bà ấy nói rằng bà ấy xây mộ ông Diệm ấy, bà ấy là một trong cái thành phần của cái gia đình gọi là kiêu dân Công giáo. Mà dĩ nhiên là khi mà ông ấy giết 300.000 người đó, không phải là mình ông giết được, thì ông dùng những người Công giáo giết. Và những cái người mà làm cái tôn vinh ông Diệm này là những cái người đã giết, nhúng tay vào giết cái 300.000 người đó. Thì tội ác là như vậy. Cho nên là nhân dân Việt Nam vừa là những cái người mà không phải là Phật giáo bị đàn áp, tức là những người nặng về tinh thần dân tộc, thì thấy ông là Hàn Quốc. Còn những người Phật giáo thì bị tàn sát đến như vậy. Cho nên là tiếng tăm nó đi đến cái chỗ mà khiến cho chính phủ Kennedy đã cử ông McNamara cầm đầu phái đoàn vào tận Dinh Gia Long vào ngày cuối tháng 9 năm 1963, rằng ra lệnh cho ông là không được ngưng ngay cái chính sách bách khai Phật giáo, và phải thả hết các sinh viên học sinh với lại Phật tử ra khỏi nhà tù. Vì bây giờ ông Diệm đã bắt giam tới ít nhất là cả 10.000 người, riêng về thành phố Sài Gòn cũng đã đến 4-5.000 người rồi. Thì rồi phải dân chủ hóa cái bộ máy chính quyền, phải có cái trách nhiệm đối với ông bà Nhu, nhất là bà Nhu là ăn nói sàm sỡ thiếu văn hóa, làm cho người Mỹ rất là giận, bất lợi cho cái cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ vào năm 1964 cho Đảng Dân Chủ. Vì ông Kennedy muốn rằng trong cái kỳ bầu cử năm 1964 đó, thì phải làm thế nào mà nhân dân thế giới với lại nhân Mỹ nó không chống cái Đảng Dân Chủ, vì đã can thiệp vào nội tình đất nước Việt Nam. Thế thì ông ấy muốn rằng là ông Diệm đừng có bách hại Phật giáo, để cho cái không khí của bên nhân dân Mỹ nó khỏi chống là Đảng Dân Chủ. Thì nhưng mà ông Diệm đã lỡ cõi trên lưng cọp. Bây giờ nếu mà không có đàn áp Phật giáo nữa thì ông sẽ mất mặt. Và có thể là nếu mà không phải đàn áp Phật giáo nữa thì cái lực lượng chống đối của ông Diệm nó sẽ vùng lên. Nhưng mà thực ra thì người ta đã chuẩn bị cả rồi. Những người chuẩn bị mà lật đổ ông Diệm đó là những các tướng lãnh mà cũng đã theo Tây ngày xưa, nhưng mà là Phật giáo và là người miền Nam. Mà ông Diệm thì lại chỉ sử dụng cái người Bắc kỳ di cư với lại người miền Trung thôi. Thì cái sự kỳ thị, ông ấy kỳ thị thứ nhất là các tôn giáo khác không thuộc về giáo hội La Mã, là ông kỳ thị, ông ấy dẹp người ta. Rồi ông kỳ thị cả người miền Nam, tức là ông ấy coi những người miền Nam là không có yêu Vatican như ông ấy. Ông ấy yêu Vatican thì ông gọi là yêu nước, nhưng mà đối với người Việt Nam này, yêu nước thì lại không yêu Vatican. Nó có hai cái ngược chiều như vậy, quý vị nhìn đấy. Đối với ông cái chữ yêu nước của ông ấy cũng nghĩa là yêu Vatican, sống chết cho Vatican, chiến đấu cho Vatican. Đấy, phải hiểu như vậy. Rồi cái người Công giáo mà đã theo ông ấy thì có cái bệnh theo chào của giáo hội La Mã là chuyên môn sửa lịch sử và nói láo. Bây giờ thí dụ rõ rệt nhất là cái bà vừa giờ đó, bà Anna Dickinson này, bà nói như thế này. Lời ông Diệm nói là lúc trước khi ông chết á, thì bà nói câu này là bà ấy có sửa lại, mà hình như là tất cả sách chữ mà hễ người Công giáo viết đều sửa lại như vậy. Tức là ông Diệm tuyên bố rằng tôi tiến thì tiến theo tôi lùi thì bắn tôi, và tôi chết thì trả thù cho tôi. Và cái câu nguyên văn của cái sách sử nó ghi lại cuốn này này. Ông Hoàng Ngọc Thành ông viết cuốn này mà in 3-4 lần, quý vị tìm thấy ở trong cuốn này là nguyên văn ông Hoàng Ngọc Thành là ông viết là tôi chết thì trả thù cho tôi. Nhưng mà tất cả sau đó thì các ông thấy nó câu nó nghe chướng quá, nó bất nhân quá, cho nên mới đổi cái câu là tôi chết thì theo nối chí tôi. Thế là họ sửa là như vậy. Nói gương tôi. Thì đó, mà họ sửa một cách vô cùng trắng trợn. Rất nhiều chỗ nào khác họ cũng sửa. Thí dụ như là cái cuốn Anh hùng nước tôi này là do Mặt trận Giải phóng Hoàng Cơ Minh xuất bản, là cũng cái băng của họ cả. Thì họ thấy rằng đưa những ông Diệm với mấy ông lính đi đánh thuê cho Tây hồi một kháng chiến, như là ông Ngô Đình Diệm là một, là tức là làm quan cho thằng Pháp ngày xưa, và sau này thì lại là
làm tay cho tay sai cho Mỹ ở Vatican. Rồi đây là thí dụ như là ông Nguyễn Khoa Nam cũng là đi lính cho thời Pháp, được lên đến tướng cái thời ông Diệm, thời ông Thiệu. Rồi đây là ông Lê Văn Hưng, những cái ông này là quân đội đánh thuê của cái thời kháng chiến cùng thời với ông Thiệu cả. Thì Hồ Ngọc Cẩn, Nguyên Vĩ, Trần Văn Hai, tất cả những ông này là cỡ tá trở lên đó, tá với tướng. Như vậy thì ông này có cái công gì đâu, ông Diệm có công gì đâu, nhưng mà họ viết rằng anh hùng nước tôi, thì họ đem năm sáu cái ông đó, ông Diệm với năm sáu ông đó, thì người ta cười cho. Do đó họ mới viết 65 ông nhà ái quốc thật. Nhà ái quốc thật tức là đã từng lao đầu vào cuộc chiến chống Pháp. Thì trong đó có họ, có kể từ ông Nguyễn Trung Trực, ông Trương Công Định, nhiều lắm, cả cụ Phan Đình Hùng ở trong đó, họ kèm vào. Thành ra họ đội cái tên của các nhà ái quốc kia để họ luồn vào trong này, tức là cái kiểu mà anh hùng luồn cúi, anh hùng như vậy đó. Họ làm cái trò gọi là mập mờ đánh lặn quân đen, anh hùng lén. Anh hùng lén. Thế rồi giờ đến cái lúc mà xây tượng đó, tôi xin hỏi cái bà Anna Đức Trần đó, thì tại sao lại có cái tượng ông Vua Quang Trung vào trong đó, mà tượng Vua Quang Trung lại bé nhỏ hơn tượng ông Ngô Đình Diệm? Mà Vua Quang Trung, cái công của ông thì nó vĩ đại kinh khủng lắm. Thứ nhất á, Vua Quang Trung với ông Nguyễn Nhạc là hai anh em, ba anh em đã lật được đổ cái chế độ thối nát của triều đình nhà Nguyễn. Thứ hai nữa, đánh tan hai vạn quân Diêm. Ở khi người Nguyễn Ánh cầu cứu quân Diêm, thì hai vạn quân Diêm nó sang á, nó xâm lăng ở miền Nam, tức là nó đã tiến vào đến Mỹ Đô, đi đến đâu nó cướp đến đó. Thì cụ ông Quang Trung đã đánh tan được hai vạn quân Diêm. Rồi sau đó đó, vào năm 1789, thì khi mà Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh, và quân Thanh đem 280.000 quân Thanh tràn vào Thăng Long, thì Vua Quang Trung chỉ một mấy đêm vào đầu xuân năm 1900 Kỷ Dậu đã đánh tan được quân Thanh, tức là cứu vãn được cái đất nước mình khỏi bị xâm lăng quân Thanh. Quân Thanh xâm lăng. Thế thì công là lớn như vậy, thì mình ông Ngô Đình Diệm tại sao không dựng tượng riêng mình ông Ngô Đình Diệm, mà lại dùng ông Quang Trung để ké vào, đúng là ẩn bóng cây tùng, đúng là làm cái trò gian. Khi mà viết cái câu sử nãy đó, là tôi tiến, tôi chết đó, thì trả thù cho tôi là sửa mẹ nó thành câu tôi chết nối chí tôi. Bây giờ đứng lên tôn ông Ngô Đình Diệm lên, mà lại không dám đứng một mình, lại phải đem ông Quang Trung vào để ẩn bóng cây tùng, rõ ràng là làm cái chuyện mập mờ đánh lận quân đen. Thế nếu mà để Nguyễn Ngọc Diệm á, thì dân Việt Nam đây, ở đây này, cũng có nhiều người ta không phải là công giáo, người ta cũng thù ghét ông Diệm. Người ta thù ghét ông Diệm không có phải là vì bị đà đáo không, mà vì lòng dân tộc không ưa những người làm tay sai cho các thế lực ngoại thù, có thế thôi. Thế thì cái truyền thống của cái dân tộc Việt Nam nó có cái nếp sống văn hóa mà ai cũng thuộc lòng, là thương dân thì dân lập đền thờ, hại dân dân đái xuống mồ thấu xương. Nếu mà không có cái tượng Vua Quang Trung đó thì tôi nghĩ rằng mình tượng ông Ngô Đình Diệm thì chắc là ở chỗ đó sẽ là cái cầu tiêu cho họ, để mà họ đến họ xả bầu tâm sự, giống như là cái mã của ông Ngô Đình Diệm với lại ông Ngô Đình Nhu chôn đó. Chốn đến lần thứ mấy rồi mà bây giờ lại không dám đặt tên đâu. Yoan Bautista. Họ biết rõ là dân nó thù, dân nó ghét. Mà bây giờ là toàn dân Việt Nam chỉ có 6 triệu người công giáo thôi. Mà 6 người triệu công giáo này là đa số là họ bên này, thì họ xây tượng như vậy. Nhưng mà xây tượng như vậy mà cũng không dám xây một mình. Phải xây có Vua Quang Trung ở trong đó. Sợ ma. Viết sách ấy, tôn vinh ông Diệm với lại mấy người lính đánh thuê cũng không dám viết một mình. Phải đem 65 ông anh hùng dân tộc vào đó để kèm ẩn bóng cây tùng, sao mà hèn thế. Nhưng mà lại lưu manh là đổi cả những sử để mà vinh danh ông Diệm. Thế rồi sang đây hồi đó là còn chưa có bị khủng bố, các ông còn lập cái gọi là phục hưng tinh thần Ngô Đình Diệm. Khi chúng tôi viết á, thì tinh thần ông Ngô Diệm là tinh thần gì họ không giải thích được. Hỏi tinh thần gì? Tinh thần ông đi làm quan cho Tây này, ra tấn cái nhà là lãnh đạo cách mạng Việt Nam này, ông làm tay sai cho Vatican Mỹ đưa về này, ông từ chối không là hiệp thương để thống nhất đất nước này, ông giết tới 300.000 người này. Cái tinh thần đó là tinh thần bạo ngược. Đấy, sách sử lại ghi đã rằng
là đối với dân dân Việt Nam thì người ta nói rằng Ngô Đình Diệm đó là một tên bạo chúa phản thần, tức là ông ấy giết người như vậy là sách sử nó ghi mà người Anh, người Âu Châu viết chứ không phải lấy là bạo chúa phản thần, đấy là phản lại ông Ngô Đình Diệm. Tam đại Việt gian tức là ba đời ông ấy đi làm bán nước cho Tây và Ba Di Can. Thế nhưng mà một sử gia khác người Anh lại nói rằng là ông Diệm là một trong trăm tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. Thế cái điều đó là sách sử nó ghi chứ không phải là ai ghi, mà những người là có sử gia có danh tiếng trên thế giới. Thế ông là người Anh. Ông là người Anh. Thế thì hỏi rằng là rõ ràng như vậy nhưng mà họ lại muốn sửa lại lịch sử là họ tôn vinh ông Ngô Đình Diệm lên làm anh hùng dân tộc. Anh hùng ở cái chỗ nào? Anh hùng cái chỗ nào? Nên... bởi vì hồi nãy bà Anna Đức Trần đó, khi mà bà giới thiệu phải nhớ ơn đó thì ông bà chỉ kể được ông Vương Văn Trung đánh quân Thanh thôi, tới chuyện ông Diệm thì bà không biết đánh ai. Đánh ai bây giờ? Là ông là người từ chối không đó, gặp chưa? Chả lẽ đánh nhưng mà cái chuyện đó đó, cái thằng mấy ông công giáo Việt Nam chỉ học lại của giáo triều Vatican, nên nhớ giáo triều Vatican là chuyên môn làm cái chuyện cháo trở như vậy. Quý vị cứ thì nhìn ra 117 ông mà bị Việt chính quyền Việt Nam thời thế kỷ 18 và 19 đã xử tử là cái tội danh điểm, tội chống lại chính quyền Việt Nam. Không biết thế nào vậy họ lại phong thánh, thành ra tất cả những cái thánh của giáo hội La Mã mà phong cho đều là những thằng tội đồ của các dân tộc bản địa. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ các nhìn vào các ở miền Nam này, này thánh đủ bất cứ thánh. Thì ngày xưa là các ông đến đây đó bị dân bản địa nó giết chết. Bây giờ họ còn đang o để là để phong thánh cho cái ông Bửu Diệp. Trương Bửu Diệp. À, Trương Bửu Diệp. Trương Bửu Diệp. Đều là Bửu Diệp, Trương Bửu Diệp mới có dính dáng đến cái tội chống lại tổ quốc thì người ta mới giết chứ không còn, ai giết. Dân Việt Nam nó hiền lành lắm. Còn ở hải ngoại này thì ở Việt Nam, ở trong miền Việt Nam họ chưa dám, cho nên họ chỉ làm ở ngoài hải ngoại này rầm rộ ông Ngô Đình Diệm thôi. Nhưng mà chỉ có trong nhà thờ rồi. Mới đây thì chúng tôi mới nghe có mấy ông sư, tôi không biết gọi mấy cái ông đó là ông sư gì nữa, mà ngu độn đến cái độ mà đi làm dỗ cho ông Diệm. Tôi chắc là ông Thích Trọng Lai quá. Nghi ngờ như vậy thôi, mình không biết. Mà cái thằng cha Thích Trọng Lai thì ai cũng biết rồi. Mọi người nó hình như là nó mất cái quân bình. Chúng tôi đi đến chỗ vô liêm sỉ. Chúng tôi không có nói đến cái ân oán gì cả, mà chúng tôi nói đến cái mưu đồ của họ về sau. Yeah. Đó là vấn đề chúng tôi lo, chứ còn cái chuyện quá khứ thì chúng tôi chỉ kể lại trong lịch sử là được rồi, chứ không có cái gì mà bức xúc. Bức xúc đây là bức xúc là họ không biết cái mưu đồ của Vatican, cứ ngày ngày họ làm đủ cách, họ tìm đủ cách, và như ông Ngô Nguyễn Mạnh Quang đã từng chứng minh là trong lịch sử đã 5 lần 7 lượt Vatican âm mưu đồ vận động ngoại cường, can thiệp vào nội tình Việt Nam. Và cái số nói rõ như thế này này, không nói dần nói sai gì, chính Linh Mục Trần Nam Tính cũng ghi rõ là cái số lượng mà tài nguyên nhất là ruộng đất canh tác á, thì Vatican cấu kết với thằng Pháp đánh chiếm Việt Nam, cướp đoạt tài nguyên của Việt Nam. Nhưng mà thằng Pháp thì cướp có một phần thôi, thằng Vatican cướp cái gấp rưỡi của Pháp. À, trang 204. Nói tới cái đất thì nhớ lại cái lời phỏng vấn của cái bà Anna Đức Trần hồi nãy mà cái đài SBTN nó phỏng vấn á, thì bà tố miền Bắc là cải cách ruộng đất, là giết bao nhiêu người. Thì chúng tôi nhân đây cái chuyện cải cách ruộng đất á, thì nhiều người người ta đã đính chính nhiều lần, và một cái sự sai lầm trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thì cụ Hồ đã có xin lỗi thật sự và đã sửa chữa cái chuyện đó, đã xảy ra và đã có xin lỗi. Trái lại trong miền Nam thì tại sao không có vấn đề cải cách ruộng đất, là vì họ dâng cái đất miền Nam cho Vatican rồi. Còn cái cách ở đâu nữa? Mỹ nó bắt ông Diệm về cải cách, nhưng mà khi ông Diệm cải cách á thì ông lại không rớ tới cái 370.000 mẫu Anh mà giáo hội làm chủ. Do đó vấn đề tại sao trong miền Nam không có cái nạn cải cách ruộng đất, là vì họ dâng cho Vatican, họ không muốn đòi lại. Bây giờ đòi lại ai đây? Đâu có đòi lại được. Chính vì không có đòi lại cho nên mới không có cái nạn cải cách ruộng đất, mà họ cứ nhắm vào cái cải cách ruộng đất ở miền Bắc, họ cứ nói hoài năm này qua năm kia. Cũng nên quý vị phải nhắc lại cho quý vị biết là mỗi lần mà họ nhắc lại cái chuyện cải cách ruộng đất là quý vị nhắc lại cái chuyện bán đất
dâng cho Vatican, mà hiện giờ đó là đất thuộc Vatican. Nếu quý vị nào có trách nhiệm cầm quyền hiện nay, làm ơn giữ lại đất của chúng ta, đừng có dâng một miếng đất nào nữa cho Vatican. Đó là cái một cái âm mưu sâu xa của họ. Họ chiếm từ chút, họ có muôn vàn lý do để họ xin xỏ mình, họ xin rồi mình trả lại, họ mắc. Như kỳ vừa rồi chúng tôi nghe nói cái một nhà lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Văn Nên đó, là trả lại cho họ 5 cái cơ sở tôn giáo. Thế rồi họ không mang ơn mà họ lại còn nói không phải trả lại đất của người ta, trả lại chứ không phải là tặng, không có được nói chữ tặng, mà trả lại như vậy là cũng là quá trễ nữa. Quý vị thấy đó, nghĩa là được một tí xíu là họ leo lên đầu trên cổ. Quý vị đừng có tặng đất cho họ nữa. Quý vị có trách nhiệm trong tay là phải giữ lại đất đai mà bây giờ nó đã có 6.000 cơ sở, 6.000 nhà thờ ở khắp nước Việt Nam mình rồi. Đó là một cái nguy cơ rất là lớn. Quý vị đừng có trả thêm một cái cục đất nào nữa hết. Cũng nhân tiện đây tôi cũng xin nói rõ là trong cái cuộc cấu kết với lại giặc Pháp thống trị miền Nam mà để cướp đoạt tài nguyên của đất nước á, thì chính ở đây là sáng này là khách thập giá lưỡi gươm của ông Linh Mục Trần Văn Tính này. Ông ghi rõ là như thế này này, quý vị, tôi có gạch ở đây này, là thực dân Pháp chiếm có 15.952.000 euro 5 hectare. Thì giáo hội La Mã chiếm tới 23.928.000 euro 7, tức là chiếm gấp rưỡi thằng Pháp. Do đó, chính phủ Việt Nam bắt buộc phải làm cái chính sách cải cách tiền tệ để lấy lại cái động đất đó. Thì khi mà cải cách động đất thì bộ điêu ngoa bù lu bù loa là giết tới mấy trăm ngàn người. Nhưng mà tôi có nghiên cứu về cái đó thì chính cái người mà ông Vũ Thu Hiền là cái người mà đã chống lại cái chính quyền Việt Nam chứ không phải là ai hết chống lại chính quyền đó. Thì ông nói nhiều lắm á thì không chứa tới 5.000 người. Ông Vũ Thu Hiền ở trong cuốn nói rõ trong cái cuốn cái gì đêm giữa ban ngày là có 5.000 người. Thế nhưng mà nó sang đến cái miệng của giáo hội La Mã thì nó bù lu bù loa ra là không biết bao nhiêu. Cho tôi ngưng lại một chút. Trong cái lúc mà họ nói đến cải cách điện địa đó, họ cứ đem cái phim mà họ làm đó, họ chiếu ra, họ phim họ đóng đó, họ cứ chiếu ra, thành ra quý vị xem, quý vị tưởng đâu đó là cái sự thật, nhưng mà đó là cái phim đóng. Và những cái hình mà họ đưa ra đó, quý vị hãy cẩn thận, là vì trước đây đó là mấy chục năm nay chúng tôi đã lên tiếng, nhưng mà tiếng nói của chúng tôi nó quá nhỏ bé so với cái lực lượng mà của họ. Họ chiếm truyền thông hết trọi truyền thông ở đây, từ tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation, rồi tổ chức BPSOB của Nguyễn Đình Thắng, rồi đài SBTN, đài phố Bonsa, đài nửa vòng trái đất, đài nào muốn sống ra trên này đều là dân, rồi họ của dân theo đạo hết rồi nè. Họ lại thấy chúng tôi nói những cái sự thật bằng những tài liệu. Thành ra chúng tôi không có tiếng nói, mà quý vị bây giờ cái truyền thông nó bắt đầu nó lan tỏa, và có thể bên trong lẫn bên ngoài có thể đều cùng xem những cái đài với nhau. Và quý vị phải coi chừng những cái hình ảnh của những cái đài bên đây nó tràn về, mà quý vị ở ngoài Bắc, ở Việt Nam chưa bao giờ thấy đó, thì quý vị tưởng đó là sự thật. Thì quý vị, tôi đã từng nghe những người ở Việt Nam được dạy dỗ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mà đã quay lại, đã nói rằng chúng ta hồi đó giờ bị gạt, người ta ở bên Việt Nam Cộng Hòa nói mới là đúng. Chúng tôi nghe như vậy thì trong lòng chúng tôi rất là đau khổ, là vì chúng tôi không thể nào mà có thời giờ hay là có phương tiện mà có đủ cơ hội để mà chứng minh từng chuyện họ gạt gẫm quý vị. Tôi cũng xin nói rõ là hễ mà giáo hội La Mã là nó có truyền thống nói láo từ 2.000 năm nay. Từ hồi mà khởi đầu á, là vào năm 325 thì họ họp cái hội nghị gọi là Nisa, họ bịa đặt ra cái chuyện Chúa Ba Ngôi. Thì cũng nói khác đi á, là từ 2.000 năm nay giáo hội La Mã có cái thành tích nói láo, bỏ bịa chuyện. Thì chứ vì đừng tin cái gì mà người công giáo hội La Mã và người công giáo nói á, thì đừng có tin. Bởi vì quý vị cứ nhìn xem là 117 cái ông tội đồ của dân tộc á mà họ gọi là thành thánh, thì tôi thấy là, nhưng mà cái vấn đề á, quý vị, chúng tôi không có nói tất cả những người theo đạo Công giáo La Mã là
phản động, nhưng mà tất cả những người phản động mà chúng tôi mà nhà nước khám phá ra hay là bắt được đó thì đều là theo Thiên Chúa giáo cả, theo Công giáo cả. Đó là cái điều xác đáng nhất mà để cho quý vị biết rằng tất cả những cái tuyên truyền phản nghịch lại đó đều là do bên Công giáo họ đã vận động, đã hoạt động bằng tất cả mọi phương tiện của họ, mà họ có rất nhiều phương tiện. Cũng nên biết rằng ở trong nước thì bây giờ nó khác, nhưng mà ở hải ngoại này đó, hầu hết các phương tiện truyền thông như là TV, radio, báo chí là đa số là Công giáo nó kiểm soát. Rồi ngay những cái hội đoàn địa phương đó là cũng có ông Công giáo hiện hát kiểm soát. Rồi ngay như là hội Phật tử ở bên Boston đó, của ông thầy Thích Giám Đức đó, cũng có người Công giáo chạy vào đó làm chủ tịch hay là phó chủ tịch ở trong đó. Họ lấn vào trong đó, thủ đoạn họ ghê lắm. Chúng tôi sẽ dành một cái video khác để nói về những cái sự trà trộn của Công giáo vào trong những cái ngôi chùa Phật tử. Và xin đến đây chúng tôi xin hết và gặp lại quý vị ở một cái đề tài khác lần sau. Thì chúng tôi xin đến đây xin tạm kết thúc cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới. Xin chào quý vị.